Dạ anh, chào anh. Ủa ai đây? À, dạ em là Diễm My, giáo viên dạy tiếng Anh cho Trạng Nguyên á. À, thì ra là con sâu rượu. Chào cô nha. Mới gặp lần đầu tiên, bất lịch sự. Đây, em hãy nhớ cho kỹ nha, cấu trúc câu nè. Not A but B. Không phải A mà là B. Cái này là cấu trúc câu nhấn mạnh B, biết chưa? Nhớ nha. Rồi, bây giờ em làm cho cô ví dụ một câu đi. Với cái cấu trúc này nè, not A but B. Not bị say rượu, but mất tự chủ do rượu. Nè, em đang nói cô á hả? Mất tự chủ do say rượu hả? Ủa, em là không đúng hả cô? Hay là em nói đúng tim đen của cô rồi? Nó trúng tim đen, but em muốn bị ăn đòn không? Nó muốn bị ăn đòn, but cũng muốn chết trước không? Nó cô sẽ không chết trước, but em sẽ chết trước dưới tay cô đó, biết không? Nó chết dưới tay cô, but tôi cô chết trước á. Công nhận tiếng Anh của hai người ghê thiệt. Cho cậu mượn cái máy tính nha. Đừng bận tâm đến chuyện người khác. Lo dạy học thì học đi. Alo nghe nè. Bữa đó chắc không tới được rồi. Bận làm luận văn. Chắc là chỉ tới được ngày đám cưới thôi. Còn mấy ngày khác chắc không tới được đâu. Ừ, vậy nha. Bộ anh sắp đi đám cưới ai hả? Not bận tâm đến chuyện người khác, bớt lo chuyện dạy học đi. Trời ơi bà. Ủa con, sao đứng đó? Lại đây coi chung nè. Dạ thôi, con đứng này coi cũng được. Ai cho mày xem đá, dạ còn của mày đây. Cho bạn coi chung được mà con. Không, tụi nó là không được. À rồi, vậy thôi. Dạ trời ơi. Ba, lại coi chung tụi con, ba mắc cười lắm ba. Trên thế gian này không có chuyện gì vui bằng chuyện được gặp tình yêu của đời mình. Chỉ còn 17 tiếng nữa thôi là anh có thể gặp được em rồi. Thời gian ơi, hãy trôi thiệt nhanh. Bà. Cái thằng này. Trời ơi, đệ ơi, kỳ vậy, ăn coi nào phải ngồi coi hướng chứ, dẫn đà em chết luôn à. Bà xin lỗi, bà xin lỗi, còn tiếp đi, còn tiếp. Ba. Con xin lỗi, cô không có ý định làm phiền em đâu. Cảm ơn em. Có ai gọi cho cô không vậy? Dạ không thưa bà cô. Thế sao kỳ vậy ta, hôm nay điện thoại hết pin. Điện thoại còn bên kia kìa. Bởi vậy sao cô mà để quên điện thoại ở phòng tôi một lần nữa là coi như nó tan bành. À, sao em nóng quá vậy? Thật ra tại vì tối hôm qua cái thằng nhóc trẻ trâu này thái độ vậy hả? Thử đi ra coi, cho một cước thì thôi luôn á. Cô làm cái gì vậy cô? Xin lỗi anh nha. Không có cố ý. Tại không biết anh đi ra cửa lại. Xin lỗi anh. Đừng xin lỗi nữa. Không sao đâu. Vậy nha, chào cô. Nhưng mà anh ơi. Gì nữa cô? Không. Anh có thể cho tôi đi nhờ xe của anh ra trạm xe buýt gần đây được không? Tại vì á, để quên điện thoại ở đây, xong có tôi quay lại đây lấy, xong rồi trễ hẹn với bạn rồi. Nhưng mà gần đây á, cũng không có trạm xe buýt trước nhà anh nữa. Tôi phải đi bộ ra cái trạm xe buýt gần nhà anh thôi. Như vậy thì mất thời gian lắm, trễ hẹn rồi. Cho nên cho đi ké được không? Thôi được rồi. Vậy thì lên xe thôi. Yeah, cảm ơn anh. À, xin lỗi. Cô tránh xa tôi xíu cho cô.
hình như anh là bác sĩ phải không? Tôi mở nhạc nha. Dạ. Tôi làm hết phần việc của tôi rồi mà. Phần còn lại tôi giao cho chị Ngân. Anh hỏi kỹ gì chưa? Nếu vậy là không được rồi. Phần việc của ai người đấy làm, đã phân công hết rồi mà. Alo, tôi nghe nè. Đang trên xe. Ủa sao gấp vậy? Hẹn nhau 30 phút ở trạm dừng chân mà. Ừ, tôi đang lấy xe. Ờ vậy nha. Ừ, nói chuyện không lâu không tiện đâu. Bye nha. Ừ. Tới rồi hả? Xin lỗi anh nha, ngủ quên. Tại bữa giờ chưa ngủ quá. Nãy giờ ngủ cũng được 5 phút rồi phải không? Ủa, cô đi xe hả? Ủa sao núi với rừng với cây không vậy anh? Chết rồi. Anh ơi tấp vô giùm tôi, tấp vô giùm tôi đi. Ủa anh ơi, hình như đây đâu phải chạm xe đâu. Anh quên cái gì vậy? Không phải, tại vì tôi lỡ đưa cô tới địa phận Cần Giờ rồi. Cái gì? Cần Giờ? Tôi đâu có muốn đi Cần Giờ đâu. Tôi chỉ muốn anh chở nhờ tôi ra chỗ chạm xe buýt thôi mà. Sao chở tôi xuống Cần Giờ vậy? À, bình tĩnh. Tại vì tôi có ra một người bạn đám cưới ở Cần Giờ. Bây giờ tôi đang trên đường ăn đám cưới nè. Ai ngờ tôi thấy cô vẫn còn trên xe. Tôi quên mà tôi đâu có xuống xe hồi nào đâu. Tự nhiên tôi đâu có vui đàn đám cưới nào. Tôi chỉ muốn kìa họ chở ra chạm xe buýt ra mình chở người ta xuống Cần Giờ. Vậy bây giờ phải làm sao? Ông này đúng là bị điên nè. Tự nhiên bỏ tôi ở nơi khỉ ho cò gáy gì nè. Rồi bây giờ bồ tính làm sao? Rồi anh ta có chở bồ về Sài Gòn không vậy? Tôi nhờ ông chở ra bến xe để bắt xe về Sài Gòn lại rồi. Tưởng đâu đi nhờ xe được thoải mái. Ai về ra nông nổi gì nè. Ê Diễm My 96 ơi. Có khi nào ông thích em không ta? Gì? Tại vì anh thấy ha, không có ai bị điên á mà đang cho người ta quá gian cái chạy thẳng ở Cần Giờ hết. Nhiều khi á hả, hắn sử dụng cái tuyệt chiêu đó là tuyệt chiêu sát gái á. Hắn tỏ ra không quan tâm và vô tình với cô gái mà hắn để ý, và sau đó khiến cô gái của mình xa vào lưới tình của anh ta. Cô giáo, được không? Vậy thôi nha. Ê Diễm My 96 ơi. Có khi nào ổng thích em không ta? Ủa gì vậy? Bạn tôi đó, mình gái chút nha, chắc cô không phiền đâu. Ê, lâu quá không gặp, tôi tưởng là xa xôi vậy ông không tới chứ. Ông nói tôi, ông tới đó. Ủa rồi còn Tuân đâu? Tuân hả? Kìa, nó tới đây kìa. Hey, tôi nè. Ừ. Lâu rồi không gặp, đi nhậu không? Chắc không được đâu, tôi phải ghé bến xe để có chút chuyện. Không sao đâu, mọi người cứ đi nhậu đi, tôi đi taxi được rồi. Không giới thiệu nha. Không giới thiệu hả? Thôi đi. Không phải nhưng mà hai người nghĩ đâu. Chuyện nói ra dài dòng lắm, nhưng thực tình đó là cô giáo dạy kèm của con cháu tôi. Cô giáo hả? Dạ, em chào, chào cô giáo. Nè, đủ rồi, đừng làm ồn nữa, đừng làm bậy. Để tôi đưa cô đi. Thôi khỏi, anh đi nhậu với bạn anh đi. Bắt taxi đi về. Ê, đâu đi taxi được, đi chung cho nó vui. Đi chung cho nó vui. Đúng rồi, vô. Đi chung nha. Rồi, không có mặt. Nè, Đi lên. Nè, khoan. Tôi đang bị lôi đi chung với mấy người bạn của ổng nè. Wow, nhìn cũng bài bản quá ha. Chiều này đi trang như trong sách đó. Trong sách là sao? Nói rõ chút đi. Sau khi lợi dụng bạn bè để gạt bỏ sự cảnh giác của em, hắn sẽ đẩy bạn mình đi để chỉ còn lại hai người. Chiêu này không bao giờ lỗi thời. Đúng là nhạt nhẽo quá đi. Vậy giờ sao đi bà?
Cảm giác của bà làm sao? Bà thấy anh ta thế nào? Thì nhìn bề ngoài cũng được, có công việc tốt, chỉ vậy thôi à. Vậy là được quá rồi, chốt hạ đi. Cách tốt nhất bây giờ là bà cứ giả bộ xem như không biết gì. Giờ cô giáo lại tính sao? Nè, hỏi cổ thử xem. Cô gì đó ơi. Dạ. Tới bến xe rồi kìa. Cô ơi, sao hôm nay đi hỏi vậy? Ê, hay là nó cô giáo mình đi chung với mình không đi, vui. Ừ. Đi ăn chút được, tại cũng hơi đói. Đó, có được rồi. Đi, đi, nhanh, đi, đi, đi. Nhưng mà không có nhường nhị á, đi, đi. Rồi. Nhanh, 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 nhanh. Rồi, bốn người. Chạy đi.